Một sản phẩm đến từ Viện Công nghệ mới đó chính là bộ trang bị nâng cao khả năng sinh tồn cho bộ đội trong điều kiện hoạt động độc lập trên biển. Bộ đội đặc công và một số lực lượng tác chiến đặc biệt khác thuộc quân chủng hải quân có đặc thù huấn luyện diễn tập hoặc tác chiến độc lập dài ngày dưới nước hay trên biển. Trong điều kiện đó, các chiến sĩ phải chịu nhiều tác động từ môi trường biển với tính khắc nghiệt cao, nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sức chiến đấu. Để nâng cao điều kiện huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, việc trang bị bộ cơ số cá nhân nhằm nâng cao khả năng sinh tồn trên biển vô cùng quan trọng trong huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, cũng như là tuần tiễu, trinh sát, vận tải hay tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, nếu nhập ngoại thì giá thành cao và không phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Từ đây, Viện Công nghệ mới đã phối hợp chặt chẽ với quân chủng hải quân để nghiên cứu chế tạo thành công bộ trang bị nâng cao khả năng sinh tồn cho bộ đội trong điều kiện hoạt động độc lập ở trên biển. Trong quá trình nghiên cứu thì mình cũng cùng những các bạn trẻ ấy, cũng đều xuất phát và chuẩn qua các cái chuyến công tác thực tế tại đơn vị, thì mình cũng đã tiếp nhận được các cái thông tin của từ đơn vị, đặc biệt là quá trình công tác gắn liền với huấn luyện diễn tập dã ngoại của các đơn vị ấy, thì bọn mình chuyên môn mình tìm hiểu các cái yêu cầu của đơn vị, thì từ đó mình sẽ tìm hiểu và có những cái cách để khắc phục, như là đặc biệt là cái sản phẩm bộ trang bị sinh tồn này mình khắc phục và mình nâng cao cái điều kiện huấn luyện dã ngoại của đơn vị, hướng tới được cái điều kiện là bảo đảm cũng nâng cao sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ trong cái điều kiện huấn luyện dã ngoại, đặc biệt là trong điều kiện biển đảo. Bộ trang bị sinh tồn gồm có bộ kit khử muối khẩn cấp, gọn nhẹ, cung cấp hơn 3,2 lít nước uống từ nguồn nước biển sẵn có, thời gian lọc 30 đến 60 phút. Sản phẩm phòng chống và cấp cứu nhiễm lạnh được sản xuất từ các nguyên liệu thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Các hoạt chất sinh học được tách chiết có tác dụng tăng sinh nhiệt nhanh, giữ ấm cơ thể khi phải ngâm mình dưới nước lâu. Khẩu phần ăn cứu sinh được sản xuất chủ yếu từ các nguyên liệu thực phẩm tự nhiên, cung cấp năng lượng và dinh dưỡng thiết yếu để dễ chuyển hóa hấp thu. Sản phẩm được thiết kế gọn nhẹ dạng túi tuýp, sử dụng ngay không cần chế biến, có nắp xoáy nên thao tác đơn giản, đặc biệt cho điều kiện ở dưới nước. Bộ trang bị sinh tồn thì được thiết kế dưới hai dạng là áo phao cứu sinh và áo trang bị chiến đấu đa năng. Thì mỗi bộ này thì nó sẽ có những cái mục đích sử dụng khác nhau. Đối với áo phao cứu sinh thì nó sẽ có tác dụng chủ yếu là để bảo đảm được sinh tồn, duy trì được khả năng sinh tồn của bộ đội trong cái trường hợp là hoạt động độc lập trên biển cũng như là các tình huống cần cứu hộ cứu sinh. Bộ mang trang bị chiến đấu đa năng thì nó được thiết kế riêng cho lực lượng đặc công, có nghĩa là nó có khả năng tích hợp được các vũ khí chiến đấu trong cái điều kiện hoạt động của bộ đội, thì nó tích hợp được các cái vũ khí chiến đấu để mình có thể vừa mang vác, và ở trong đấy nó cũng tích hợp các cái sản phẩm sinh tồn do viện nghiên cứu chế tạo được tích hợp ở trong đấy. Bộ trang bị sinh tồn này nó là bộ tích hợp của nhiều loại sản phẩm và được ứng dụng các cái công nghệ chế tạo khác nhau. Ví dụ như là đối với rượu cấp cứu nhiễm lạnh và sản phẩm phòng chống nhiễm lạnh thì chúng tôi dựa trên nghiên cứu của công nghệ enzyme cũng như là nghiên cứu về công nghệ tách chiết các hợp chất sinh học. Đối với bộ kích khử muối khẩn cấp thì chúng tôi lại dựa trên công nghệ hóa học, có nghĩa là dựa trên cái hệ vật liệu nó có khả năng là hấp thụ cái muối để có thể là khử muối để sử dụng được nước biển giống như nước mình uống trong những trường hợp đặc biệt mà không có nước ngọt để uống. Mỗi bộ trang bị được tích hợp từ các sản phẩm sử dụng cho nhiều ngày. Để ra được bộ sản phẩm, nhóm đã phải trải qua nhiều khâu khác nhau trong một thời gian dài, phối hợp cùng với đơn vị sử dụng nhằm bám sát nhu cầu của đơn vị chiến đấu. Chúng tôi sẽ chia thành các nhóm nghiên cứu khác nhau. Mỗi nhóm nghiên cứu sẽ đảm nhận một cái sản phẩm chính. Sau đấy thì chúng tôi sẽ nghiên cứu tích hợp lại nó và thiết kế trên một cái áo phao mà chúng tôi đặt thiết kế. Tiếp thì ở cái giai đoạn thứ hai, có nghĩa là chúng tôi hoàn thiện các sản phẩm sau cái quá trình mà chúng tôi thử nghiệm thực tiễn tại đơn vị, thì chúng tôi về và nghe cái sự đóng góp ý kiến từ chính đơn vị sử dụng, và chúng tôi tiếp tục hoàn thiện ở cái giai đoạn thứ hai, và hiện tại thì bộ trang bị này đang ở cái giai đoạn thứ ba, có nghĩa là mở rộng sản xuất và tiếp tục hoàn thiện. Đối với các lực lượng thuộc quân chủng hải quân, đặc biệt là các lực lượng tác chiến đặc biệt thường xuyên hoạt động độc lập dài ngày trên biển, các tác động từ môi trường biển cũng như các rủi ro sự cố có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sức chiến đấu, tinh thần chiến đấu hay tính mạng của bộ đội. Bộ trang bị sinh tồn CSAP-CNM và STAM-CNM được nghiên cứu và chế tạo thành công, có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, đặc biệt là trong các tình huống gặp sự cố cần cứu sinh, đảm bảo sinh tồn cho bộ đội trong thời gian tối thiểu vài ngày dưới nước. So với bộ cơ số cá nhân trước đây thì chỉ sử dụng được trong một ngày. Trên tay tôi là sản phẩm bộ trang bị sinh tồn dạng áo phao cứu sinh, được tích hợp tất cả các sản phẩm nghiên cứu của Viện Công nghệ mới. Đây là sản phẩm khẩu phần ăn cứu sinh. Mỗi cái tuýp thức ăn này thì có khả năng là cung cấp được năng lượng, cung cấp các cái dinh dưỡng và vitamin thiết yếu cho bộ đội trong quá trình hoạt động cũng như là cần cứu hộ cứu sinh. Còn đây là sản phẩm tuýp chống nhiễm lạnh. Đây là cái sản phẩm dựa trên việc thủy phân cá hồi để cho ra cái sản phẩm giàu năng lượng với lượng đạm tổng số là lớn hơn 40%. Thì tác dụng của tuýp chống nhiễm lạnh đấy là phòng chống nhiễm lạnh và tăng cường được nhiệt lượng cũng như là có khả năng là giữ ấm cũng như là đảm bảo được thân nhiệt cho cơ thể. Đây là một dạng khác của bộ trang bị sinh tồn, áo mang trang bị chiến đấu đa năng. Bên cạnh cái việc có khả năng là tích hợp các cái sản phẩm sinh tồn giống như áo phao cứu sinh thì tích hợp được các vũ khí chiến đấu đa năng thiết yếu cho bộ đội trong cái quá trình mà bộ đội hoạt động độc lập, thì nó giúp cho bộ đội là có thể là tiết kiệm được thời gian cũng như là dễ dàng hơn trong việc di chuyển và hoạt động. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là cái áo mang trang bị chiến đấu đa năng này thì hoàn toàn có thể trở thành một chiếc áo phao cứu sinh. Nếu như bạn thổi các cái phao cân bằng được tích hợp ở bên trong áo thì nó hoàn toàn sẽ có tác dụng như các cái phao cứu sinh. Và đây chính là chiếc phao cân bằng mà tôi vừa nói đến, nó sẽ có tác dụng là khi mà mình thổi lên nó sẽ có tác dụng là giúp mình nổi được trên mặt nước và hoàn toàn có cái khả năng sử dụng như một áo phao cứu sinh. Tính mới và sáng tạo của đề tài được thể hiện qua các sản phẩm nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học và nghiên cứu thực tiễn, như sản phẩm chống nhiễm lạnh với thành phần bao gồm đạm cá hồi và các tinh chất tự nhiên có tác dụng chống lạnh, tăng sinh nhiệt. Đây là sản phẩm mới lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, dựa trên ứng dụng thành tựu của công nghệ enzyme để thủy phân tạo ra một sản phẩm có độ đạm cao, giàu năng lượng và dinh dưỡng, đồng thời bổ sung tinh chất gừng, quế, tiêu với hàm lượng phù hợp, có tác dụng tăng lực, làm ấm cơ thể, tăng sức chống chịu lạnh và phòng chống cảm lạnh. Đối với khẩu phần ăn cứu sinh, được cải tiến khác hẳn so với các khẩu phần ăn dã chiến được chế tạo trước đây, với cơ cấu dinh dưỡng được xây dựng khoa học, cho điều kiện phải ngâm mình lâu dưới nước. Sản phẩm sử dụng nguồn đường, gồm đường đơn, hấp thu nhanh, đường đa, nhả năng lượng từ từ, nhằm đảm bảo tốc độ hấp thu khác nhau theo thời gian. Nguyên liệu protein dễ dàng được hấp thụ bằng việc sử dụng các loại axit amin, đạm whey, casein, peptide mạch ngắn, hấp thu nhanh trong cơ thể với hàm lượng từ 12-20%. Lipid cung cấp khoảng 20-30% năng lượng khẩu phần, đảm bảo cân đối giữa lipid nguồn động vật và nguồn thực vật và đảm bảo chất béo. Một điểm mới đáng chú ý nữa trong bộ trang bị được nghiên cứu đó là bộ kit khử muối khẩn cấp. Trong nghiên cứu này, bộ kit khử muối khẩn cấp được thiết kế dựa trên cơ sở sử dụng hệ vật liệu có gắn các ion như bạc, bazơ, 2+, tạo kết tủa với các gốc muối, sau đó cung cấp được nước uống rất nhanh. Bộ kit khử muối khẩn cấp ở đây thì chúng tôi đang trang bị là 2 túi lọc nước. Khi mà hoạt động ở trên biển thiếu nước ngọt thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho nước biển vào trong cái túi này. Và cái hệ vật liệu trong này nó sẽ có tác dụng là khử muối nước biển để chúng ta có thể là sử dụng nước biển thay thế cho nước ngọt trong trường hợp là không có nước ngọt để sử dụng. Thì ở đây chúng tôi có trang bị là 2 túi nước lọc và 6 cái bộ vật liệu để mình có thể là thay thế cái vật liệu cũ để cho vào túi mới. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tích hợp thêm một cái lọc. Cái màng lọc này nó sẽ có tác dụng là loại bỏ các cái bụi bẩn cũng như là vi sinh vật trong nước để có nước sạch cho người sử dụng. Đây cũng là lần đầu tiên các sản phẩm nghiên cứu đảm bảo sinh tồn được tích hợp một cách khoa học, dựa trên kinh nghiệm tác chiến thực tế của bộ đội đặc công qua quá trình làm việc và hoàn thiện qua nhiều đợt thử nghiệm. Các sản phẩm được tối ưu về kích thước, trọng lượng để tạo nên bộ trang bị cơ động gọn nhẹ, dễ sử dụng phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Bộ trang bị tác chiến STAM-CNM với khả năng tích hợp được hàng chục loại vũ khí trên các túi áo, còn giúp hạn chế những khó khăn cho bộ đội khi phải mang vác nặng, khó thao tác và di chuyển ở trong nước.
các sản phẩm đã được ứng dụng thử nghiệm mở rộng qua nhiều giai đoạn tại một số đơn vị đặc thù của quân chủng hải quân và được đánh giá cao về khả năng phù hợp trong điều kiện hoạt động độc lập trên biển cũng như các tình huống cần cứu sinh, giúp duy trì sức khỏe, sức chiến đấu, củng cố tinh thần, tâm lý, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Bên cạnh đó, bộ trang bị còn có thể phát triển sản xuất, sử dụng cho các lực lượng ngoài đơn vị quân đội, làm công tác chờ cứu hộ vùng biển đảo hoặc ngư dân trên biển, góp phần đảm bảo an toàn lao động cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, chính trị của đất nước. Đối với cái sản phẩm này thì có trang bị đầy đủ tất cả các nhu yếu phẩm mình có thể dùng được trên biển như thuốc uống, lương thực và nước uống. Thì đối với những người lính chúng em thì rất cần những cái bộ trang phục như thế này để hoạt động được trên vùng biển. Sản phẩm chúng tôi cũng đã được nghiên cứu hết sức là bài bản, trải qua nhiều bước hoàn thiện thì sản phẩm đã đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của đơn vị. Thì hiện tại sản phẩm đã được thử nghiệm tại lữ đoàn 126 hai đợt và cũng được bộ phận quân chủng hải quân đánh giá rất là cao. Và đặc biệt là quân chủng hải quân đã có công văn đề nghị để phát triển sản phẩm. Thì hiện tại cái sản phẩm này cũng đã được Bộ Quốc phòng cho phép sản xuất đặt không để hoàn thiện cũng như là mở rộng thử nghiệm sản phẩm tại các đơn vị, đặc biệt là ngoài quần đảo Trường Sa. Các sản phẩm chính trong bộ trang bị sinh tồn đã được Viện Công nghệ mới nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất. Với việc sử dụng đa số là nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có ở trong nước, hạn chế việc nhập khẩu, chủ động nguồn nguyên liệu giúp giảm giá thành sản phẩm và tạo nhiều thuận lợi trong quá trình sản xuất. Bộ trang bị sinh tồn hoàn toàn có thể được sản xuất rộng rãi cho các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến độc lập trên biển cũng như trang bị bảo đảm cho các đơn vị đóng quân ngoài biển đảo.